mới đây công an huyện vĩnh bảo thành phố hải phòng thông tin đơn vị này đang xác minh làm rõ vụ việc một người đàn ông vì nhắn tin chập ghẹo gà gẫm một phụ nữ đã bị người thân của phụ nữ này đánh trọng thương phải cấp cứu ở bệnh viện Trước đó khoảng 16 giờ ngày 29 tháng 8, công an xã Tam Cường, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng nhận được tin báo về việc tại khu vực bệnh viện đa khoa Nam Am thuộc xã Tam Cường xảy ra vụ xô xát khiến một người trọng thương. Qua xác minh, công an xã Tam Cường xác định ba nam thanh niên gồm Trần Văn Dũng sinh năm 1998 ở xóm 2, xã Cổ Am, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng, Trần Quang Tú và Vũ Thành Công cùng sinh năm 2005 cùng chú tại thôn Thọ Vân, xã Thụy Quỳnh, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình đã gây ra sự việc trên. Công an xã Tam Cường đã đưa ba thanh niên trên về trụ sở làm việc, đồng thời báo cáo công an huyện Vĩnh Bảo chỉ đạo điều tra giải quyết vụ việc. Tại cơ quan công an, Dũng Tú và Công Khai, ngày 28 tháng 8, vợ Dũng là chị VTTH sinh năm 2001 nói với chồng, bị một người lạ mặt nhắn tin với nội dung tán tỉnh rủ đi nhà nghỉ. Sau đó Dũng lấy số điện thoại của vợ nhắn tin hẹn gặp người đàn ông này tại nhà nghỉ Phương Thảo ở thôn 2 xã Tam Cường, huyện Vĩnh Bảo, gần bệnh viện Đa Khoa Nam Am. Đồng thời, Dũng thông báo sự việc cho em vợ là Vũ Thành Công, dù thêm bạn là Trần Quang Tú đi cùng. Đến khoảng 16 giờ ngày 28 tháng 8, Dũng chở vợ là VTTH, Công chở Tú đến khu vực bệnh viện Đa Khoa Nam Am để chờ. Khi người đàn ông đã nhắn tin với vợ Dũng được xác định là anh Đỗ Văn Hát, sinh năm 1986 ở phường Hùng Vương, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng. Vừa đến điểm hẹn, Dũng đã dùng gậy bóng chày đánh hai nhát vào lưng, công và tú dùng gạch đập vào vùng đầu của anh Hát. Hậu quả anh Hát bị chấn thương nặng, được đưa vào bệnh viện đa khoa Nam Am, sau đó chuyển lên cấp cứu tại bệnh viện đa khoa quốc tế Hải Phòng Vĩnh Bảo. Hiện công an huyện Vĩnh Bảo đang thụ lý vụ việc, tiếp tục xác minh và hoàn thiện các thủ tục liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.